xem xét trách nhiệm người cha giao xe cho con 16 tuổi lái gây tai nạn ở Bình Thuận. Vụ tài xế 16 tuổi lái ô tô con tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ hôm 2 tháng 9 ở Bình Thuận. Cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm của người cha giao xe cho con chưa đủ điều kiện lái xe. Liên quan vụ tai nạn giao thông do người chỉ mới 16 tuổi lái xe ô tô tông hàng loạt xe máy tại chốt đèn đỏ trên quốc lộ 1, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận hôm 2 tháng 9. Nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định thiệt hại vật chất, giám định thương tật người bị thương để xem xét trách nhiệm đối với người cha đã giao xe cho con trai mới 16 tuổi điều khiển. Theo lãnh đạo công an huyện Tuy Phong, phải có kết luận về giám định thương tật của cơ quan giám định và thiệt hại vật chất do vụ tai nạn mới có cơ sở để xem xét có xử lý hình sự người cha là tài xế chính hay không. Cũng theo công an huyện Tuy Phong, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành test nồng độ cồn và chất cấm nhưng tài xế 16 tuổi không vi phạm. Theo điều tra ban đầu, trước đó người cha điều khiển ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 60A-66800, chở gia đình đi du lịch, sau đó giao xe cho con là Nguyễn Trí H, 16 tuổi, thường trú huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Lái xe chạy từ Bình Thuận đi Ninh Thuận đã gây tai nạn tại ngã ba quốc lộ 1 vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Theo một luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận, nếu cơ quan điều tra chứng minh được người cha giao xe cho con trai mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi để được cấp giấy phép lái xe, điều khiển ô tô gây tai nạn, dẫn tới thương tích cho nạn nhân, một người bị thương tích với tỷ lệ 61% trở lên hoặc hai người bị thương tích với tỷ lệ 61% tới 121% hoặc gây thiệt hại về tài sản trên 100 triệu đồng thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Như đã đưa tin, sáng sớm ngày 2 tháng 9, tại chốt đèn đỏ trên quốc lộ 1 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 60A-66800 do Nguyễn Trí Hát điều khiển, lưu thông theo hướng từ Bình Thuận đi Ninh Thuận, tông thẳng và 5 chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, hất tung người ngồi trên xe máy lên và đẩy 5 xe máy văng ra xa. Vụ tai nạn làm một người dân chú ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong bị thương nặng, 4 người còn lại bị thương nhẹ, 5 chiếc xe máy và ô tô 4 chỗ bị hư hỏng vụ tai nạn giao thông này đang được công an huyện tuy phong thụ lý điều tra